Rồi, hôm nay mình quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay. Mình muốn nói với bạn tiêu sản nó hại cuộc đời của bạn như thế nào. Tiêu sản nó vắt kiệt cái sức lực của bạn để bạn đi làm, ra làm việc. Nhưng mà cuối cùng là kết quả bạn sử dụng cái số tiền không hợp lý thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến chúng ta thế nào. Tiêu sản, khi bạn mua tiêu sản, ngay cả chính bản thân mình của bạn, 10 năm trước mình mua bao nhiêu cái tiêu sản. Bởi buổi livestream này mình sẽ chia sẻ với các bạn và cái cách mình hạn chế như thế nào để mình biết được cái tiêu sản nó không có giúp cho mình giàu có thêm, mình phải hạn chế nó như thế nào và mình bắt đầu mua cái tài sản như thế nào. Thì bây giờ trong cái livestream mình chia sẻ các bạn. Trước khi bắt đầu thì mình phải chia sẻ với các bạn cái này để cho các bạn thống nhất với mình cái ý này, để chúng ta cùng một same page, nghĩa là chúng ta cùng một ý tưởng, một ý nghĩ để các bạn không có bị lầm lẫn. Có ba ý các bạn. Cái thứ nhất là các bạn kiếm ra tiền. Cái này là bước dễ nhất là kiếm tiền các bạn. Ai mà nói bước này khó thì rất là khó các bạn, còn ai mà nói cái này dễ thì rất dễ. Cái buổi livestream trước vậy mình đã nói rồi, khi bạn nghĩ là bạn không thể nào kiếm được tiền trong cái nền kinh tế này hoặc là cái đất nước này, bạn đổ thừa cho chính trị, chính em, bạn đổ thừa cho cái này cái kia thì bạn sẽ không bao giờ kiếm được tiền đâu. Mà cái mà các bạn nên học đó, là học kỹ năng bán hàng để các bạn bán được hàng, và bán được hàng rồi là tất cả mọi cánh cửa đều thông thoáng hết. Thứ nhất là phải kiếm tiền nha các bạn, cái đó theo mình đó là dễ nhất. Và cái thứ hai là giữ tiền các bạn. Giữ tiền nó khó hơn kiếm tiền, nó có 3 level của tiền. Thứ nhất là kiếm tiền nè, thứ hai là giữ tiền. Giữ tiền như thế nào mình nói tóm gọn, mà cái bữa này không phải mình nói về cái bài về liên quan tới tiền nên mình chỉ nói ngắn gọn thôi. Kiếm tiền, giữ tiền. Giữ tiền tại sao quan trọng? Khi bạn không giữ tiền đó thì làm sao bạn có tiền để bạn đi đầu tư mấy cái khác, đúng không? Giữ tiền, ví dụ mình nói một cái bạn bình thường thôi, đi làm công bình thường kiếm một tháng 5 triệu, 4 triệu gì đó, hay 10 triệu, 20 triệu gì, mình không quan tâm tới cái số tiền. Cái mà mình quan tâm là bạn giữ được bao nhiêu tiền, cái mình quan tâm là bạn giữ được bao nhiêu phần trăm của số tiền sau khi bạn chi, bạn ăn uống ngủ nghỉ đóng tiền này nọ này kia, bạn còn lại bao nhiêu tiền. Cái đó đối với mình nó quan trọng. Mình cần các bạn tập cái thói quen từ ngay ngày hôm nay, ngay ngày hôm nay. Ví dụ bạn được ba mẹ cho bạn tiền cũng vậy, nó bạn cũng phải tập cái thói quen bạn phải chi tiêu như thế nào, bạn phải dùng cái gọi là cái phần mềm để thu chi như thế nào cá nhân sao cho nó hợp lý. Để làm cái gì các bạn? Bạn phải biết bạn thu chi cái gì, bạn ăn cái gì, bạn uống cái gì, để biết được cái tiền vô tiền ra như thế nào, rồi bạn giữ được bao nhiêu tiền. Rồi cái giữ tiền nó quan trọng. Còn cái vấn đề thứ ba là dùng cái tiền đó đó, nhân lên, dùng cái tiền nó để đi làm việc cho mình, nhân cái tiền nó lên gấp nhiều lần. Cái đó gọi là cái tuyệt đỉnh, cái level cao nhất của kiếm tiền đó các bạn. Level cao nhất để mà các bạn sử dụng tiền đó. Kiếm tiền nè là dễ nhất, tiếp theo nữa là giữ tiền, và cái thứ ba là bắt tiền làm việc cho mình. Bắt tiền làm việc cho mình thì trong đó nó bao gồm luôn cái vấn đề là nhân tiền lên các bạn. Bắt tiền nó đi làm việc là nó nhân tiền từ từ, nó tự động nó nhân là bạn được nghỉ ngơi. Còn hai bước đầu tiên đó các bạn bạn cũng phải làm, còn bước thứ ba nó là tuyệt vời. Bước thứ ba đó, con mình nó đang chơi trong phòng, hôm nay nó thức hơi khuya. Là buổi trưa nó ngủ trưa trễ. Các bạn biết biết mình cũng từng vấp phải những cái sai lầm như vậy, mà mình không muốn tương lai các bạn sẽ vấp phải những sai lầm như thế này nữa, thì mình mới chia sẻ với các bạn những cái mà mình đã làm thất bại, những cái mà mình đã làm sai hồi quá khứ, để cho các bạn thấy là mình cũng đã làm sai rất là nhiều, chứ không mình cũng y chang các bạn thôi. Mình với các bạn không có gì khác nhau hết đó. Có điều mình làm sai nhiều quá, mình sửa được rồi, bây giờ tới phiên các bạn hãy sửa đi. Còn các bạn không chịu sửa hả? Tốt thôi, các bạn sẽ lãnh hậu quả cho các bạn biết. Một năm sau, 2 năm sau các bạn nhìn lại: ủa sao tôi đi làm quá trời mà tôi không có được dư đồng nào hết trơn. Tôi vẫn đi cày đêm cày ngày, cày thứ bảy cày chủ nhật luôn mà tôi không có tiền dư. Lý do là bạn sử dụng tiền chưa hợp lý thôi. Bây giờ mình nói một cái ví dụ thứ nhất cho các bạn. Khi mà mình mua cái chiếc xe đầu tiên á, là mình mua chiếc xe cũ, giá của nó có 1.000 mấy, 2.000 thôi. Khi mà chiếc xe đó mình lái xe được khoảng 1 năm 2 năm thì nó bị hư, nó nổ đùng phát. Thì bây giờ mình có hai sự lựa chọn. Một là mình mua chiếc xe mới, hoàn toàn là xe mới, 100% mới luôn. Hai là mình mua xe cũ second hand đấy các bạn. Thì mình quyết định lúc đầu mình lúc đó là mình còn trẻ. Lúc đó mình rất thích thích đồ mới các bạn. Lý do là sao mình thích đồ mới? Thì mình có xe mới mình thích. Con lúc đó còn 2 mấy tuổi mà thích diện này diện kia, mua đồ mới, mua quần mua áo mới các bạn, mua điện thoại iPhone, điện thoại Samsung, tất cả mua đồ mới các bạn, không có ngán. Làm được có nhiều tiền nhưng mà bao nhiêu tiền
cũng đổ vào những cái vấn đề đó. Điện thoại iPhone mới ra hả, mình sẵn sàng gửi điện thoại cũ về cho ba mẹ ở Việt Nam, mình mua điện thoại mới mình xài đó các bạn. Hồi nhỏ chơi vậy đó chứ không dưỡng đâu. Quần áo nào, ngay cả cái áo mình đang mặc bây giờ cũng vậy nữa các bạn, luôn luôn chơi đồ mới các bạn. Nike nè, của Roger Federer nè các bạn, bạn thấy không, chữ R nè, bạn coi luôn nè, đây đó, RF nè, của Roger Federer. Mình toàn xài đồ tốt không các bạn, mình toàn xài đồ mới không, mình không bao giờ xài đồ cũ các bạn. Nhưng một lát nữa mình sẽ nói vụ, nhưng mình xài đồ mới, mình xài xe mới, mình xài điện thoại mới, đồng hồ mới, nhưng mà tất cả những cái đó nó không mang lại cái tương lai gì cho mình hết các bạn. Mình mua mình thấy nó mới vậy, cái áo này nó mới, cái ngắn năm rồi các bạn, nó mới mới các bạn, từ lúc mới là lúc mới mua lâu, cái đây mấy năm rồi, bây giờ là hết giá rồi. Đó các bạn, cái chuyện này á là tại sao mà mình nói nó là tiêu sản. Cái xe mình mua đó các bạn, mình chuẩn bị mua cách đây mấy khoảng 10 năm á, là mình mua một cái xe mới thì mình tới mình coi cái xe đó nó giá khoảng 20.000, mà mình mua xong mình hỏi ok anh tính toán giùm em coi, nếu mà em mua trả góp, tất nhiên lúc đó là mình có 20.000 mua trả góp tổng cộng hết là bao nhiêu tiền. Cái một hồi mình thấy người ta tính ra một hồi từ chiếc xe 20.000 nha các bạn, trả 5 năm hoặc là 7 năm, cuối cùng tính ra là mình trả tổng cộng hết 40 mấy 50 ngàn các bạn. Cái xe có 20.000 thôi mà mình trả thành năm gấp 2.5 lần, các bạn thấy không, lãi kép, lãi mẹ lãi con, gọi là lãi kép. Hôm nào có một bài khác mình sẽ nói về lãi kép, nó giết chết cuộc đời của bạn, hoặc là nó giúp cuộc đời các bạn thành công như thế nào. Thì cái vấn đề ở đây á là mình thấy được bài toán là từ 20 ngàn mà tại sao nó lên thành 45 ngàn, tại sao mà người ta có thể lấy tiền như vậy được đó. Thì bắt đầu mình mới nghĩ trong đầu toán, bài toán trong đầu. Mình đi làm lúc đó là lương của mình làm gần 1.000 đô một tuần các bạn. Các bạn cứ nghĩ là lương vậy là cao, nhưng mà thật sự lương vậy là bình thường ở bên Úc các bạn. Nhưng mà cái vấn đề ở đây không phải là tiền mình làm được, mà cái vấn đề là mình mua xe như vậy thì mỗi ngày trôi qua mình đều phải trả tiền cho chiếc xe đó hết, và mỗi tuần mỗi tháng mình không còn tiền dư nữa các bạn. Và mình nhớ một điều và mình biết một điều nữa là mình đã từng đi học những cái khóa học về dạy đầu tư kinh doanh bất động sản, và mình đã ứng dụng mình làm rồi. Còn mình nghĩ ủa ta, khi mình mua chiếc xe đó, khi mình cái chiếc xe nó rời bánh khỏi cửa hàng là chiếc xe đó giá trị nó giảm xuống, ví dụ xe đó 20.000, mua xong đi ra khỏi cửa hàng là nó còn có 10 mấy ngàn, 17.000, 16.000. Nhưng mà tại sao mà mình lại suy nghĩ mình mua cái đó? Tại lúc đầu là mình, cái cá nhân của mình quá lớn các bạn, cái tôi của mình quá lớn, mình muốn chứng minh cho người ta thấy mình có khả năng đi xe đẹp, mình có khả năng cái này, có khả năng cái kia các bạn. Nhưng mà cái đó thật sự đó là tiêu sản. Nếu các bạn xác định đó là tiêu sản thì các bạn dừng lại ngay lập tức, không nên đặt cọc, không nên mua gì hết. Bắt đầu mình ngồi mình tính tại sao mình đi làm cả đời mà mình lại đi trả cho chiếc xe trong vòng 5 năm 7 năm 20.000 trở thành 45.000, 50.000. Chỉ để là show off, cái từ tiếng Anh đó các bạn, show là biểu diễn, off là giống như kiểu bạn gắt, giống như bạn lấy le hay là làm gì để cho người ta thấy ôi tôi cũng có xe đẹp, nhưng mà thật ra cái xe đó không phải của mình mà là đi trả góp thôi. Mình trả góp đó các bạn, cái thứ nhất mà mình rất là may mắn mình dừng lại đúng lúc. Cuối cùng mình quyết định chỉ mua chiếc xe Honda Civic đời 2002, là lúc đó là năm 2009 mình mua đó, là chiếc xe đó lúc đó là 7 tuổi. Và chiếc xe đó lúc đó là mới chạy được có 100.000 cây số, mà chiếc xe đó rất là đẹp. Hôm nào mình post cái tấm hình chiếc xe cũ của mình lên trên YouTube mình cho các bạn coi. Chiếc xe đó mình mới vừa cho nó lên đường rồi. Thì sau khi mà mình mua chiếc xe đó rồi, mình đi rất là sướng các bạn. Chiếc xe đó đằng sau nó có cái cánh rất là đẹp, chiếc Honda Civic cực đẹp luôn, chiếc xe manual, xe số tay, mà mình mua giá có 6.000, 5.500, 6.000 làm giấy tờ xong hết có 6.000 đó các bạn. Mình đi làm 5 tuần hoặc là 1 tháng rưỡi, 6 tuần là mình có thể trả chiếc xe đó rồi. Mình mua, tất nhiên mình không có đủ 6.000 luôn, mình cũng đi mượn người này mượn người kia, thì mình cũng dùng đòn bẩy. Mình mua được chiếc xe, cuối cùng mình rất là hạnh phúc. Trong vòng 2 tháng mà mình trả được liền cái chiếc xe đó, rồi sau này mình để dành tiền mình làm những chuyện khác. Nếu mà mình mua chiếc xe mới mà trả góp thì đã tương lai nó là khủng khiếp tới cái nào. Hiện tại bây giờ có rất là nhiều người học viên của mình, và ngay cả người em của mình, và những người thân của mình cũng mua xe kiểu mà mua xe mới xong mà trả từ từ đó các bạn. Cái vấn đề ở đây á là ngày nào tuần nào họ cũng đi làm hết. Đi làm ví dụ mình nói lương 1.000 đô đi, đóng thuế khoảng 200 thì còn lại 800 xong phải trích ra khoảng 300 hoặc là 250 trả tiền cho chiếc xe đó. Các bạn thấy tiếc không? Đó các bạn,
Đó. Các bạn thấy không? Nếu các bạn làm như vậy là các bạn sai. Thì các bạn thấy sai, thấy sai thì các bạn sửa. Thấy sai thì các bạn sửa, không bao giờ mua tiêu sản nữa nha. Đó, cái tiêu sản cái đó. Còn cái tiêu sản thứ hai là cái bệnh của mình. Mình rất dân công nghệ thông tin, rất là thích đồ mới. Điện thoại ra mới là mình phải mua cho bằng được. Mua để làm gì? Giống điện thoại S10, mình đang livestream lên cái điện thoại S10 Samsung S10. Cái máy này là máy S10 cộng. Hiện tại nó đang bán với giá là khủng khiếp lắm các bạn. Các bạn không có tưởng tượng được giá của nó đâu. Nhưng mình là dân công nghệ, mình rất là thích xài đồ mới. Cái này mình không có bỏ qua được. Cái điện thoại này hiện tại là giá bây giờ hiện tại là 30 mấy triệu ở Việt Nam đó các bạn. Mình cũng mới mua một con rồi. Nhưng cái vấn đề ở đây các bạn, vấn đề ở đây mình mua cái điện thoại này không phải tiêu sản mà là tài sản. Mình kể cho các bạn nghe, ngày xưa là tài tiêu sản nhưng bây giờ ngày nay nó tài sản rồi. Tại sao là tài sản? Tài sản tại vì cái điện thoại này nó giúp cho mình có được cái hình ảnh tốt nè, giúp cho mình có được những cái thước phim tốt để mình làm gì, để mình dạy học, để mình làm những cái việc tốt cho học viện bất động sản, mình làm những công việc mình quay phim chụp hình lại tốt cho trên cái kênh lọ khởi nghiệp này và trên cái kênh riêng của mình là Michael Tâm Nguyễn nữa các bạn. Thì dùng cái điện thoại này để đi làm việc kinh doanh cho công ty bất động sản, học viện bất động sản và công ty của lò khởi nghiệp đó các bạn. Thì cái điện thoại này không còn là tiêu sản nữa mà nó trở thành tài sản này các bạn, tài sản chung của công ty đó. Mình lấy mình livestream cho các bạn thấy chất lượng hình ảnh nó đẹp hơn không? Đó là tài sản đó các bạn. Còn nếu các bạn nghĩ ok cái điện thoại này tôi chỉ lấy tôi đi chụp hình selfie nha, chụp cái tắt con gái bắt đầu post lên Facebook không kiếm được đồng nào hết, kết quả đó là tiêu sản đó. Tùy theo mục đích các bạn sử dụng mà các bạn từ cái tài sản các bạn biến nó thành tiêu sản hoặc là từ tiêu sản mà biến nó thành tài sản, đó là tất cả là do các bạn hết.